chị đúng chưa nhá? Hai ba. Bắt được chim rồi. Chân mình bà lao thẳng vào tao. Đúng rồi thì mỗi vòng tròn thì chả lao. Chị mà lao chọc tài nhé. Là rồi, vào đây đứng đi. Vào đi. Toàn tông này. Quên với cả thứ. Quên thứ gì đây? Chị Trang làm trọng tài nhá. Thằng Trinh thấy vợ bị bắt là không vào cứu, ném luôn Trinh biển. Chờ gì đã, cho mọi người chơi mệt đã, bắt đầu nhảy vào. Sờ bắt lại biết luôn đâu ạ. Khỏi á? Quen rồi.
quen rồi mà. Đầu thế anh Trinh phải phim đi.